ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa giao Sở Quy hoạch Kiến trúc thông báo tới các doanh nghiệp đang được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nghiên cứu và lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư tạm dừng thực hiện và bàn giao hồ sơ các ý tưởng nghiên cứu cho Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp nhận, kế thừa những nội dung phù hợp. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu định hướng giải pháp quy hoạch theo 3 mô hình cấp độ, lập đồ án quy hoạch chi tiết đối với các khu chung cư cũ, lập đồ án tổng mặt bằng đối với các nhóm chung cư cũ và lập đồ án tổng mặt bằng nhà đơn lẻ cùng với đề án nghiên cứu phương thức thu gom tái định cư tại chỗ đối với các chung cư cũ độc lập và đơn lẻ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, kế hoạch tổ chức nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch chi tiết kèm theo định hướng giải pháp nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết theo 3 mô hình nêu trên nhằm phát huy tối đa quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế và tính khả thi của dự án, đồng thời bố trí tạm tư, tái định cư hợp lý. Các quy hoạch chi tiết có tính chất cải tạo tái thiết đô thị và thực hiện tổng thể cho toàn khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ, tập hợp chung cư cũ độc lập trên địa bàn, khu vực. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch chủ trì lập kế hoạch tổng kiểm tra, ra soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ, lập danh mục phân loại để lập kế hoạch xây dựng, cải tạo lại. Sở Xây dựng cùng tổ chuyên gia của thành phố nghiên cứu, tham mưu hoàn chỉnh đề án nghiên cứu xây dựng đồng bộ khung cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhất là các chung cư nguy hiểm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm tái thiết, phát triển đô thị văn minh và hiện đại. Thành phố Hà Nội sẽ xem xét thông qua đề án này, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo đề xuất Quốc hội có nghị quyết riêng về công tác này cho thành phố Hà Nội.